Vâng, trận đấu căng thẳng ở ngay những phút thi đấu đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất. Jamie ném 3 điểm. 3 điểm tính cho Jamie Martin. Vâng, tình huống vừa rồi thì Hồng Quân đã lạc đi cả dặm. Và lại là một pha 3 điểm nữa đến từ Jamie Martin. MVP đang bùng nổ ở ngoài vạch 3 điểm, có thể phòng ngự thành công. Jamie hit check. 3 điểm tính tiếp theo cho Jamie Martin. Jamie liệu có một tình huống ISO ném 3 không? Step side step 3 điểm. 3 điểm tính cho Jamie Martin. Và kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, 4 tình huống 3 điểm đến từ MVP số 91 của Đại học Ramit. Jamie lại là một cú deep 3. Deep 3 có gì mà khó đâu. Lại thêm một tình huống 3 điểm nữa. Jamie Martin đang cực kỳ cháy ở ngoài vạch 3 điểm. Jamie có bóng. Hit check. Lại là 3 điểm nữa. Ném thế này thì ai chơi nữa hả Jamie ơi? Đội về vì đang có 4 cái bóng áo xanh đang phòng thủ ở trong khu vực bảng rổ rồi. Có bàn chấm cho Jamie, ném 3 điểm. 3 điểm tính cho Jamie Martin. Jamie đang thi đấu khá vào tay ở đầu hiệp thi đấu thứ 3 này. Đã vừa mít vào thôi. Jamie bị ném khó. Không có tình huống ném 3 điểm cho Jamie. Một tình huống cắt bóng tốt. Cứu bóng nhưng vào tay của Jamie. Có bàn chống, lại là 3 điểm. Cứu bóng vào tay của Jamie, giao chứng cho Ark. Và ngay lập tức Jamie có một tình huống ném 3 điểm thành công. 3 tình huống 3 điểm liên tiếp đến từ Đại học Ramit. Ném 3 điểm, lại có 3 điểm đến từ Jamie. Bùng nổ là có thật. 4 tình huống 3 điểm liên tiếp cho Đại học Ramit. Jamie quyết định ném 3 điểm. 3 điểm cực kỳ may mắn. Chúng ta cùng xem lại tình huống ném 3 điểm vừa rồi của Jamie. Shot clock còn 2 giây. Cú ra tay của Jamie nảy rổ thân thiện và đi vào rổ một cách ngọt ngào. Tay của Minh Tính tấn công rổ, có một tình huống dựa bảng, vẫn còn rebound. Jamie rất khéo léo và 2 điểm tính đơn giản cho Jamie Martin. Jamie đang có bóng, chuyền bóng xuống đáy rất hay và 2 điểm tính cho Quang Nghĩa. Một đường chuyền phải nói là chuẩn không cần chỉnh đến từ Jamie Martin. Chúng ta cùng xem lại tình huống chuyền vừa rồi. Đã thế là còn không nhìn. Một đường chuyền cực đẹp mắt đến từ MVP của Đại học Ramit. Trong 4 tình huống ném 3 của Văn Trường thì Văn Trường thực hiện 3 tình huống thành công. Và ném xa đến Jamie. Đáp trả lại tình huống 3 điểm của Văn Trường là một tình huống ném 3 điểm y hệt. Chúng ta sẽ đưa bóng cho Jamie Martin. Jamie crossover tốt, một tình huống break ankle. 3 điểm tính cho Jamie Martin. Và bẻ cổ chân xuất sắc. Và ngay sau đó là một tình huống ném 3 điểm cực kỳ chuẩn xác. Bóng thì có chuyển xuống đáy cho Quang Nghĩa. Khoảng trống cho Jamie Martin, ném 3 điểm. Tiếp tục là 3 điểm tính cho Jamie Martin. Quá lạnh lùng thưa các bạn, quá lạnh lùng.